có một loại phong nhã đi qua suốt tuổi qua. Tôi không yêu Đào Nguyên thế ngoại, chỉ yêu hồng trần khói lửa. Tôi chẳng muốn phù danh hư lợi, chỉ cần thơ rượu đàn trà. Chuyện sinh diệt của vạn vật khởi ở tự nhiên, mối lại qua chốn hồng trần, chớ hỏi nguyên cớ. Phàm là phong cảnh tự có linh tính, thân thiết với con người, lại lướt qua với năm tháng. Phàm là cổ vật tự có khí chất và phong vận, được năm tháng nâng niu cất giữ nên chưa từng bị lãng quên. Lúc tĩnh tọa nhớ đến hồng trần mình từng đi qua, những khoảnh khắc từng có, những phong cảnh đã ngắm, trong lòng trào dâng nỗi dịu dàng mà cũng quạnh quẽ cô độc. Hết thảy đã đi xa, không quay trở lại. Thời gian vẫn còn đó, chúng ta hoặc là người xa lạ, hoặc vẫn nắm tay nhau, nhưng cuối cùng đều trở thành quá vãng. Đường mòn trên núi mùa thu, giữa đường gặp hoa trà nở, nghiêm trang như đường thi, thanh lệ như tống từ, lại trôi chảy như nguyên khúc. Lúc này sự trang nhã của nội tâm đủ để chống đỡ với sự mênh mông của thế giới bên ngoài. Đến hơi lạnh mỏng manh trong từng cơn gió cũng là ân huệ của thời tiết, bộc lộ sự mềm mại và từ bi của thời gian. Non nước, cỏ cây, trà trong rượu nhạt, đình đài lầu gác, vàng ngọc châu báu đều có tình ý, chi tiết, có cơ duyên diệu kỳ khó mà diễn tả nổi. Biết làm sao khi sự vật sự việc có đẹp hơn đi chăng nữa, cũng cần người có lòng thưởng thức, thương tiếc nó. Nếu không chỉ là một sự tồn tại giản đơn, ngàn năm cũng như một ngày mà thôi. Vồn qua trên đời khiến người ta say đắm, ưa thích, yêu đến nỗi chẳng muốn rời tay, nhưng lại nhỏ bé tựa hạt bụi, không thể trường tồn. Nhưng một kiếp một đời mênh mông này, rốt cuộc vẫn có điều mong cầu, hoặc là công danh lẫy lừng, hoặc là hoa mai cắm bình cùng gió mát. Nhân lúc tuổi hoa, bẻ vài cành hoa dài, thưởng mấy chén rượu thơ, điền vài câu tiểu lệnh, giải bày dăm ba tâm sự, như thế chẳng phụ nhân gian như gấm thêu. Mà sau này lại xây nhà đơn sơ giữa núi sâu, dựng thư trai bằng cỏ tranh, sửa trà thất, dưỡng tính tình, đợi người quay về, giữ chân khách mệt mỏi. Nơi đó có mây soi bóng suối, thông reo rì rào, không có người xe huyên náo, có hoa đổ nhược u lan, không có những loài hoa cỏ phàm tục. Nơi đó gió nhàn, ngày tĩnh, ngày dài như một năm, Quan Âm che phủ rêu xanh, thế sự lấp đầy bụi bặm. Dương Giáng tiên sinh nói, thế thái nhân tình so với gió mát trăng thanh càng có nhiều tư vị hơn, có thể viết thành sách đọc, cũng có thể dựng thành kịch để xem. Nhân sinh chính là một cuốn sách, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn, thời gian lâu dần đều trở nên ý vị sâu xa. Cũng giống như một vở kịch khai thừa chuyển hợp, sinh tử buồn vui rốt cuộc đều tùy duyên. Mai Thưa Trúc biết, kinh Phật Thói Nho, từ niên đại thi kinh Sở Từ đã có thú vui thanh tân. Sân nhà song cửa sổ khóa, cầu đá ngõ nhỏ, trong khói trong gió thời Hán Đường. Đã có câu chuyện, một miếng gốm cổ, một món sứ xanh, một miếng ngọc cũ, ghi nhớ sự đổi thay dịch chuyển của mỗi triều đại, nhưng lại chẳng nhớ nổi ai đã từng đi tới và ai đã quay lưng rời khỏi. Cảm ơn tất cả mọi điều thời gian ban tặng, khiến cho tuổi xuân già đi mà vẫn mộc mạc thâm tình như xưa. Cũng cảm ơn bạn đã cùng tôi đi qua núi cao sông xa, nguyện cho phần đời về sau chúng ta tùy hỷ tự tại. Người ta đều nói vận mệnh đã sớm an bài, không cần phí tâm dở tiểu xảo, vạn sự cuối cùng sẽ có kết quả. Hãy đối đãi với nhân gian này bằng sự dịu dàng, nắm tay nhau vui vầy. Những năm tháng về sau, chọn nơi non nước hữu tình mà ở, trời cao mây nhạt, vật tĩnh tâm an,
hoặc chăm hoa chăm cỏ, hoặc ủ rượu pha trà, hoặc đọc sách nghe kịch, hoặc chẳng làm gì cả, chỉ trong một cây hoa mai, đợi một khung cửa sổ đầy gió tuyết. Bây giờ ánh thu như thiền, ngày tháng còn dài.